Thưa quý vị, một câu chuyện vui trong lĩnh vực y tế trong những ngày qua chính là trường hợp một phụ nữ là mẹ ở tuổi 54 sau nhiều năm mãn kinh. Đây không chỉ là chuyện vui của một bà mẹ, một gia đình mà còn là niềm hy vọng của biết bao nhiêu người, nhất là những phụ nữ đã qua tuổi sinh sản mà vẫn khát khao làm mẹ. Ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng theo dõi một clip của chúng tôi. Một bé trai khỏe mạnh, nặng 2,7 kg, chào đời vào giữa tháng 5. Em bé là niềm hạnh phúc vô bờ bến của cha mẹ, xua tan mọi lo lắng của người mẹ 54 tuổi. Vì với bà Phó Thị Nga, mẹ của em bé, làm mẹ ở tuổi ngũ tuần là cả một sự ái ngại, nỗi lo lắng. Nhưng bù đắp lại là món quà to lớn mà bà nhận được khi đã quá nửa cuộc đời. Vợ chồng bà Nga sống ở huyện Hoài Đức, Hà Nội, sinh được một trai, một gái. 7 năm trước, con trai sinh năm 1991 của vợ chồng bà qua đời do tai nạn. Con gái lớn lấy chồng, trong nhà chỉ còn hai vợ chồng già cô đơn. Cả hai mong muốn sinh thêm con, song do tuổi đã già nên cứ nghĩ rồi lại thôi. Cả hai quyết tâm đến bệnh viện nhờ các bác sĩ tư vấn. Các bác sĩ bệnh viện chuyên khoa Nam học và hiếm muộn Việt Bỉ cho biết bà Nga mang thai từ chính tinh trùng của chồng mình bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Các bác sĩ sử dụng tinh trùng của người chồng thụ tinh với một trứng tạo phôi thai và đặt vào tử cung bà Nga. Mang thai ở tuổi đã cao, bà Nga gặp nhiều khó khăn do các vấn đề về huyết áp, đường huyết. Trong suốt thai kỳ, bà Nga được các bác sĩ theo dõi sát sao. Khi thai nhi được gần 38 tuần, bà Nga đẻ mổ, bé trai nặng 2,7 kg chào đời an toàn. Được biết, khi làm giấy khai sinh cho con, vợ chồng bà Nga bị nhận nhầm là ông bà đi khai sinh cho cháu. Khi mọi người biết chuyện thì ai cũng ngạc nhiên và chúc mừng gia đình bà. Vâng, có được trái ngọt thì bà Nga đã phải trải qua một hành trình mang thai rất khó khăn, vất vả với những cái thấp thỏm lo âu của tuổi 54. Và để quý vị có thể hiểu rõ hơn về hành trình này thì chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bác sĩ Trần Minh Thắng, khoa hiếm muộn, bệnh viện chuyên khoa Nam học và hiếm muộn Việt Bỉ, người đã tham gia trực tiếp trong ekip bác sĩ để hỗ trợ sinh sản cho bà Nga. Qua cuộc trò chuyện, quý vị cũng sẽ có câu trả lời cho những thắc mắc vì sao một phụ nữ mãn kinh rồi mà vẫn có thể làm mẹ, và làm mẹ khi đã cao tuổi thì cần chuẩn bị những gì. Và cuộc trò chuyện với bác sĩ Trần Minh Thắng cũng sẽ khép lại bản tin Chào Buổi Tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bác sĩ có thể kể lại quá trình thăm khám cũng như là hỗ trợ sinh sản cho bệnh nhân Phó Thị Nga không ạ? Thì chúng tôi có quyết định làm thụ tinh ống nghiệm cho bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ được sử dụng tinh trùng của chồng và trứng để tạo thành phôi và sau đó chuyển phôi cho bệnh nhân. Về phía bệnh nhân thì có được sử dụng điều trị để tăng kích thước tử cung và sau đấy sẽ chuyển phôi một tử cung cho bệnh nhân. Bệnh nhân chuyển phôi một lần có thai và sinh em bé ở tuổi thai hơn 37 tuần. Đối với trường hợp mà bệnh nhân Phó Thị Nga là một trong những bệnh nhân cao tuổi được có nhu cầu sinh thêm con thì khi đến với chúng tôi thì chúng tôi vấn đề đầu tiên luôn luôn tư vấn với bệnh nhân về tất cả những yếu tố nguy cơ khi mang thai ở lứa tuổi cao như vậy. Tuổi của chị là đến khám với chúng tôi là lúc 53 tuổi thì chúng tôi có khám thì tuổi chị cao như vậy đã mãn kinh 5 đến 6 năm. Hai vợ chồng có tìm hiểu trên mạng, có biết đến bệnh viện của chúng tôi, đến thì chúng tôi tư vấn. Thì không chỉ riêng bệnh nhân Nga, tất cả những bệnh nhân khác, bệnh nhân cao tuổi đến khi sinh con chúng tôi đều tư vấn tất cả các nguy cơ khi mang thai ở tuổi cao, ví dụ như là đái tháo đường, tăng huyết áp, tiền sản giật. Thì mình phải đánh giá cái lợi ích và cái nguy cơ. Thì trên cái hoàn cảnh của bệnh nhân Nga này thì như tiền sử như tôi đã từng nói thì bệnh nhân có một con trai đã mất và họ có nhu cầu sinh thêm con, có một nguyện vọng khi cháu gái đã đi lập gia đình riêng, có con riêng thì còn lại hai vợ chồng thì ở thì cũng tương đối buồn, thì họ có nhu cầu sinh thêm con. Thì chúng tôi đã tư vấn thì họ đã quyết định. Khi bệnh nhân đến thì bệnh nhân đã mãn kinh 5 đến 6 năm nhưng tuy nhiên cái sức khỏe toàn thân của bệnh nhân cũng tương đối ổn định. Bệnh nhân không có tiền sử bị hỏng thai, phá thai hay sảy thai gì cả. Thì cũng là một cái tiền sử tốt để tiên lượng cái vấn đề là cái khả năng mang thai của bệnh nhân. Thì chúng tôi quyết định là trường hợp này sẽ làm thụ tinh ống nghiệm và sẽ chuyển phôi cho bệnh nhân. Với bệnh nhân đã cao tuổi như thế này thì cái việc mà hỗ trợ sinh sản cho bệnh nhân thì các bác sĩ phải sát sao như thế nào và phải thận trọng ra sao ạ? Đối với những trường hợp cao tuổi như thế này thì cái khó khăn nhất là theo dõi trong quá trình mang thai. Quá trình mang thai theo dõi sẽ là khó nhất, tại vì khi chị đã mãn kinh thì cái lượng nội tiết của chị rất là kém.
khi chuyển phôi thì cái sử dụng thuốc nó cũng rất là khó, và cái phác đồ để chuẩn bị để chuyển phôi của chị cũng rất là khó, nó rất là hạn chế, nó không có các cái nhiều phác đồ cho mình lựa chọn, mình chỉ sử dụng được một phác đồ duy nhất. Thì khi mà chúng tôi đã chuẩn bị thì rất may mắn chuẩn bị cho chị một phác đồ đó thì nó hiệu quả và chuyển phôi cũng thành công. Nhưng tuy nhiên thì cái quá trình theo dõi thai của chị rất là vất vả. Của chị thì có một cái nhân sơ tử cung, nó ở vị trí nó ảnh hưởng đến em bé, nó làm cho cái nguy cơ sảy thai của chị tăng lên. Và chị lúc chị thai khoảng 7 tuần đến 8 tuần thì chị bị ra máu rất nhiều. Chị có nằm theo dõi tại bệnh viện. Thì cái trường hợp này chúng tôi đã hội chẩn toàn bệnh viện với cả giám đốc, thì tên lượng ca này rất là dè dặt và cái khả năng giữ thai nó rất là khó, tại vì chị ra máu rất nhiều. Tuy nhiên thì cái nỗ lực của bệnh viện và cũng có thể là một cái may mắn của chị ý, thì thai đã giữ được và chị theo dõi thai được đến lúc chị sinh là hơn 37 tuần. Cộng đồng vẫn nghĩ là phụ nữ khi mà đã mãn kinh rồi thì coi như là khả năng làm mẹ cũng chấm dứt. Nhưng mà trên thực tế thì các bác sĩ đã hỗ trợ rất là nhiều những cái ca phụ nữ đã cao tuổi mà vẫn mang thai thành công và sinh ra những em bé khỏe mạnh. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích kỹ hơn một chút về cái việc mà phụ nữ mãn kinh rồi nhưng mà vẫn có quyền làm mẹ và hoàn toàn có thể sinh ra những em bé khỏe mạnh ạ. Theo những nghiên cứu trên thế giới cũng như ở Việt Nam, ngoài 35 tuổi thì là không nằm trong lứa tuổi sinh sản. Tuy nhiên tùy hoàn cảnh của bệnh nhân, tùy cái sự mong muốn con của họ thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều những trường hợp bệnh nhân cao tuổi đến khám và có nhu cầu sinh con. Thì như tôi đã nói từ ban đầu ấy, thì tất cả những trường hợp bệnh nhân cao tuổi muốn sinh con chúng tôi đều tư vấn tất cả những nguy cơ có thể xảy ra. Khi họ làm họ phải đồng ý và họ phải nghĩ là họ sẽ bị có những nguy cơ như vậy. Tuổi mãn kinh không đồng nghĩa về vấn đề là họ sẽ không có khả năng làm mẹ. Họ vẫn có khả năng làm mẹ nhưng cái biện pháp hỗ trợ ở đây như thế nào thì nó là tùy trên từng bệnh nhân, tùy trên từng mặt bệnh. Đối với những trường hợp mà sau khi mãn kinh thì trước đây rất nhiều người quan điểm là chấm dứt khả năng sinh sản, chấm dứt quyền làm mẹ. Nhưng với y học hiện tại thì có những biện pháp hỗ trợ thì những người phụ nữ sau mãn kinh vẫn có cơ hội để có thai, để làm mẹ được. Đối với những trường hợp bệnh nhân sau mãn kinh thì cơ hội có thai cũng thấp. Tuy nhiên thì với y học hiện tại có những biện pháp để hỗ trợ. Trước tiên thì họ phải đến với chúng tôi để kiểm tra xem cái khả năng mang thai của họ thế nào, số lượng trứng của họ như thế nào, còn hay không. Và cái sức khỏe quan trọng nữa là sức khỏe toàn thân của họ. Tại vì khi không chỉ là trong lĩnh vực sản phụ khoa của chúng tôi, trong quá trình mang thai của họ, họ sẽ có những cái bệnh lý toàn thân nó sẽ tác động đến cái quá trình mang thai của họ. Ví dụ như các bệnh lý như là đái tháo đường hoặc là tăng huyết áp, là những cái bệnh lý tim mạch hoặc là rối loạn chuyển hóa, nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình mang thai. Trường hợp của bệnh nhân Phó Thị Nga đã mở ra rất là nhiều những cái hy vọng cho những người phụ nữ mà đã mãn kinh hoặc là đã cao tuổi rồi nhưng mà vẫn rất là khát khao làm mẹ, mong muốn làm mẹ. Vậy thì bác sĩ có kể thêm một cái trường hợp mà bệnh nhân đã cao tuổi rồi nhưng mà đã làm mẹ thành công, và điều này thì đã đem đến những hy vọng gì cho những người phụ nữ cao tuổi khác mà mong muốn làm mẹ? Bên bệnh viện chúng tôi thì những trường hợp ngoài 40 tuổi đến khám thì cũng tương đối và có số cơ hội có thai thì cũng nhiều. Gần đây nhất thì có một bệnh nhân sinh năm 68, bệnh nhân có sinh một em bé gái. Tuy nhiên thì cái tuổi thì ít hơn tuổi của chị Nga. Chị Nga là trường hợp nhiều tuổi nhất trong những bệnh nhân chúng tôi đã từng gặp. Đối với những trường hợp ngoài 45 tuổi thì bên bệnh viện chúng tôi cũng thành công nhiều. Có một trường hợp bệnh nhân sinh năm 1968, bệnh nhân đấy chưa từng có thai lần nào. Có hỗ trợ sinh sản bên bệnh viện chúng tôi và điều trị thì bệnh nhân đã có thai, đã sinh một em bé.